Xin cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đang đến với trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong số của tuần này, mời quý khán giả cùng chúng tôi đến với chuyên trang của huyện Phú Vang với những nội dung đáng chú ý. Huyện Phú Vang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các địa phương ven biển sẵn sàng đảm bảo mọi điều kiện để khởi động mùa du lịch biển mới. Thưa quý vị và các bạn, xác định việc triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Huyện Phú Vang đã chủ động triển khai công tác bầu cử theo đúng quy trình, thủ tục các bước, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng tiến độ, thời gian theo quy định của luật. Ghi nhận của phóng viên trang truyền hình địa phương. Đến thời điểm này, công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện Phú Vang được tiến hành đảm bảo đúng quy định của luật. Công tác giới thiệu đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, thị trấn đảm bảo đúng về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, thành phần. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, đồng thời cũng tiến hành xong hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhìn chung, công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến và phiếu tín nhiệm đối với các ứng cử viên được các đơn vị địa phương tổ chức hết sức chú đáo, được đông đảo bà con cử tri tham gia, thể hiện sự kỳ vọng lớn của cử tri với các ứng cử viên trong nhiệm kỳ lần này. Trong thời gian này, thì địa phương cũng tập trung nhiều nhiệm vụ, đặc biệt là nhân dân tiến hành tổ chức giáo xã ở vùng Bù Ôn. Mặc dù vậy, nhân dân cũng tham gia đầy đủ và rất đông trong hội nghị nhận xét và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Qua nhận xét ý kiến của nhân dân cũng như ý kiến của tôi thì có thể tóm tắt lại là nhân dân thấy những đồng chí này rất là xứng đáng để mà là ứng cử trong hội đồng nhân dân cấp, bởi vì trong thời gian cả anh rất là quan tâm đến là địa phương và tạo điều kiện đời sống nhân dân rất là tốt. Qua đánh giá sơ bộ danh sách sau hội nghị hiệp thương lần 2, tỷ lệ người ứng cử Hội đồng nhân dân về cơ cấu thành phần ở cấp huyện và cấp xã thị trấn của huyện Phú Vang đều đảm bảo theo đúng quy định như tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ tuổi. Cụ thể, người ứng cử Hội đồng nhân dân huyện có tỷ lệ nữ 41,27%, trẻ dưới 40 tuổi chiếm 52,38%, người ngoài đảng chiếm 11,11%. Ứng cử Hội đồng nhân dân cấp xã thị trấn có tỷ lệ nữ chiếm 35,59%, trẻ dưới 40 tuổi chiếm 45,78%, người ngoài đảng chiếm tỷ lệ 35,8%. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã thị trấn đã phối hợp với Ủy ban trung cấp đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến cử tri. Nhìn chung các hội nghị lấy ý kiến cử tri tham gia rất là đông, thể hiện sự kỳ vọng đối với các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ này. Theo quy định, sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Hội đồng nhân dân, huyện Phú Vang sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Ủy ban bầu cử huyện sẽ lên danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Và ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sẽ xây dựng kế hoạch và lịch tiếp xúc cử tri để tuyên truyền và vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện sẽ dự kiến sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 29 tháng 4. Để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội của toàn dân. Trong thời gian tới, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thể hiện quyền công dân tham gia bầu cử tiếp tục là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Qua đó giúp nhân dân thể hiện quyền làm chủ của mình trong việc tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Năm 2020 đánh dấu một năm đầy thách thức, khó khăn với thiên tai dịch bệnh của mọi ngành nghề, trong đó có du lịch dịch vụ.
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Phú Vang, các địa phương ven biển như Thuận An, Phú Thuận, Vinh Thanh, Phú Diên đã tích cực chuẩn bị các điều kiện đón tiếp và phục vụ khách du lịch để khởi động cho mùa du lịch biển năm 2021. Sau những đợt bão lũ liên tiếp của năm 2020, bãi tắm Thuận An, huyện Phú Vang bị một lượng cát biển khá lớn lùa vào, tạo thành những đùn cát cao lên cả mét so với đường bê tông. Để chỉnh trang lại bãi tắm phục vụ khách du lịch, những ngày qua, ban quản lý bãi tắm Thuận An đã huy động các lực lượng phương tiện để đẩy và di chuyển khối lượng cát đã bồi lấp. Ban quản lý bãi tắm Thuận An cũng đã có chủ trương trồng lại những hàng dừa dọc biển đã bị bão phá hoại. Năm nay, một trong những nét mới của công tác chuẩn bị mùa du lịch biển của Thuận An là xây dựng lại trụ sở của ban quản lý, làm thêm một tuyến đường đi bộ dọc biển, xây mới cổng chào trên đường chính ra biển với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, tuyến đường đi bộ dọc biển không chỉ nằm trong địa phận bãi tắm Thuận An mà sẽ được nối sang bãi tắm Phú Thuận. Sau khi con đường hoàn thành, sẽ góp phần giải quyết phần nào cát bị thổi ngược vào bờ. Ngay từ đầu năm thì như vừa rồi qua hai cơn bão rất lớn nên cơ sở vật chất ở bãi tắm thiệt hại rất lớn. Chẳng hạn như là cát ở bãi tắm đã vào là cao khoảng 1,2 m. Thì ngay từ đầu năm ủy ban thị trấn đã cho san ủi bãi tắm, ủi cát ở bãi tắm và đầu tư một số công trình hạng mục trên bãi tắm để đảm bảo đón du khách. Và ngay từ đầu tháng 3 thì ủy ban thị trấn đã ra quyết định thành lập các cái tổ để phục vụ trên bãi tắm, nhà như tổ bảo vệ bãi tắm, tổ vệ sinh môi trường và tổ đặc biệt là tổ cứu hộ. Không riêng bãi tắm Thuận An, để phục vụ cho mùa du lịch biển năm 2021, hiện xã Phú Thuận cũng đang tích cực triển khai chỉnh trang lại bãi tắm. Các tuyến đường đi ra biển của Phú Thuận được trang trí đẹp hơn. Bên cạnh công tác dọn dẹp vệ sinh, phục hồi sau bão lũ, tổ chức đội cứu hộ, đội vệ sinh môi trường, xã Phú Thuận cũng triển khai xây thêm một sân bóng đá, một sân bóng chuyền nhằm phục vụ nhu cầu chơi thể thao bãi biển. Đây cũng là điểm mới của biển Phú Thuận trong mùa du lịch 2021 này. Sau khi ảnh hưởng của bão lũ thì hiện nay thì các con đường ra vào bãi tắm thì cái lượng cát khá đông và cơ sở vật chất tại bãi tắm cũng khá xuống cấp. Chúng tôi cũng đã tiếp tục đầu tư các cái hạng mục công trình để phục vụ cho việc khai thác du lịch biển. Bên cạnh đó thì chúng tôi quan tâm để các hệ thống cây xanh cũng như là chất lượng phục vụ du khách với các quan kinh doanh dịch vụ biển. Và song song bên cạnh đó thì chúng tôi cũng quan tâm lực lượng phương tiện cứu hộ để đảm bảo an toàn du khách. Mùa biển 2021 sắp đến, lượng khách du lịch chưa nhiều. Tuy nhiên, người đi tập thể dục, ngắm bình minh, tiện thể tắm biển sớm lại khá đông. Thời điểm này, sóng nước không ổn định nên các địa phương đã sớm thành lập tổ cứu hộ, hoạt động theo ca từ 5 giờ sáng đến tối nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Đầu mùa của bãi tắm, khi dòng nước ở biển chưa được đảm bảo nên cái công tác cứu hộ đã được ủy ban nhân dân đặc biệt quan tâm. Khoảng 18 giờ 30 phút thì cái tổ bảo vệ bãi tắm và cứu hộ sẽ kêu gọi những du khách được con tắm ở dưới biển để đảm bảo an toàn cho du khách trong mùa du lịch biển năm 2021. Là địa phương có tiềm năng về khai thác du lịch biển, với sự chuẩn bị chủ động và chú đáo từ sớm như hiện nay, mùa du lịch biển năm 2021 hứa hẹn sẽ là một mùa bội thu về lượng du khách đến từ các bãi tắm, qua đó góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị và các bạn vừa đồng hành cùng chúng tôi tại trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý vị khán giả. Mọi thông tin xin gửi về trang truyền hình địa phương, phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, địa chỉ 58 Hùng Vương, thành phố Huế. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website tdt.com.vn hoặc trên fanpage của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những số tiếp theo.